màn đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định. Với đội bóng thủ đô, họ đang gặp bất lợi về mặt lực lượng khi thiếu vắng một chân sút quan trọng. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ không thể có sự phục vụ của ngoại binh Vladimir Siladi. Cầu thủ người Serbia đã bị đau và phải đi cấp cứu trong trận thắng 5-1 trước BKM Bình Dương cách đây 2 tuần. Được biết, tiền đạo người Serbia dính chấn thương bàn chân phải và được chẩn đoán nghỉ từ 5 đến 7 ngày sẽ bình phục. Tuy nhiên, tình hình chấn thương của Siladi nặng hơn dự kiến và có thể sẽ mất thêm một tuần nữa mới trở lại tập luyện cường độ cao.